Xin chào các bạn. Trong bài học số 7 và số 8, chúng ta đã lần lượt học nhịp 3-4 cơ bản và hoa mỹ. Trong bài học số 9 này, chúng ta tiếp tục thực hành đánh nhịp 3-4 kết hợp giữa cơ bản và hoa mỹ. Bây giờ mời các bạn đi vào nội dung bài học. Bài học thực hành đánh nhịp 3-4 hôm nay là phần điệp khúc của bài thánh ca Xin trở nên hy tế. Trong đoạn nhạc này chúng ta thấy gồm hai câu. Câu thứ nhất, xin trở nên hy tế. Câu thứ hai, xin lòng cha nhân ái. Với âm hưởng tiết tấu sắc thái hoàn toàn tương tự nhau. Riêng đoạn nhạc này có thêm câu coda, lặp lại lời ca và nét nhạc, tạo cao trào để kết thúc trọn tác phẩm. Điểm đặc biệt trong đoạn nhạc này chúng ta lưu ý tới đó là vấn đề cường độ âm hưởng diễn tiến hết sức linh hoạt. Cụ thể, ngay sau nhịp khởi tấu sang nhịp thứ hai đã là cao trào của tác phẩm với cường độ rất mạnh. Sau đó cường độ giảm dần trở thành mạnh vừa. Đến cuối câu thì lại tạo đà lớn dần để tạo âm hưởng nối sang câu thứ hai. Riêng câu coda thì cường độ đã giảm xuống mỏng nhẹ. Dĩ nhiên đến cuối tiếp tục một lần nữa tạo cao trào để kết thúc tác phẩm. Điều đặc biệt cuối cùng trong đoạn nhạc này chúng ta để ý có bè phụ họa vô can hát chữ ơ, rê mí rê đô si. Vì thế hai tay hoàn toàn phải tách biệt để diễn tả từng bè. Tuy nhiên phải có một sự kết hợp hài hòa mang tính thẩm mỹ. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Một đời sống tin yêu ngài tháng năm miệt mài tình chẳng phai xin lòng cha nhân ái xót thương thứ tha lỗi lầm vẫn vương trong đời dẫn đưa con vào hương vinh phúc vẫn vương trong đời dẫn đưa con vào hương vinh phúc trời cao. Vừa rồi chúng ta đã xem thực hành đánh nhịp trước một lần. Bây giờ mời các bạn đi vào chi tiết. Thứ nhất, vấn đề khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất chúng ta đã quen, nhưng do ý nghĩa lời ca là chữ xin cần phải ngửa tay, cho nên ca trưởng sẽ lấy hơi nhấp. Sang đến đôi nhịp thứ hai là cao trào của bài hát, cho nên cần phải một lực mạnh, chúng ta dùng động tác đảo ngược từ dưới đi lên. Sang đến các ô nhịp tiếp theo, chúng ta gặp bè phụ họa, tay trái chỉ huy bè phụ họa, tay phải dành cho bè chính. Bây giờ chúng ta rap cả câu. Lấy hơi, xin trở nên y tế, Chúa ơi nhấn dẫn thân một đời, sống tin yêu ngài. Tháng năm miệt mài nhấn tình chẳng phai xin. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát.
hơn một đời sống tin yêu ngài tháng năm miệt mài tình chẳng. Tiếp theo câu nhạc thứ hai, vấn đề khởi tấu cũng như tay nhịp của ca trưởng hoàn toàn tương tự câu thứ nhất, chỉ khác ở ô nhịp cuối cùng ngân một phách rưỡi rồi nối sang câu coda. Ở câu coda cường độ đã giảm xuống mỏng nhẹ, vì vậy ca trưởng chỉ cần sử dụng một tay phải với động tác giảm lược kiểu nhịp 3-4 cơ bản. Đến những chữ cuối cùng thì toàn bộ tâm lực của ngôn ngữ cơ thể đẩy lên cao trào với từng chữ rồi kết chọn tác phẩm. Bây giờ chúng ta rap cả câu. Xin lòng cha nhân ái xót thương, thứ tha lỗi lầm vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào nhân hưởng vinh phúc trời cao. Thứ tha lỗi lầm vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào hưởng vinh phúc trời cao. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Yêu mai tháng năm biệt mài tình chẳng phai, xin lòng cha nhân ái xót thương, thứ tha lỗi lầm vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vinh phúc trời cao. Thứ tha lỗi lầm vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vinh phúc trời chi tiết từng câu. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát cho cả bài hôm nay. Xin trở nên sống tin yêu ngài tháng năm miệt mài tình chẳng phai, xin lòng cha nhân ái xót thương, thứ tha lỗi lầm vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vinh phúc. Vấn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vinh phúc trời cao. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Hy vọng các bạn sẽ dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được tay nhịp của mình. Chúc các bạn ôn luyện thành công. Hẹn gặp lại trong bài tới.